Thanh Sơn, nam thần màn ảnh sống đúng bản chất nhưng lận đận đường tình duyên. Thanh Sơn là diễn viên khá quen mặt với khán giả phim truyền hình VTV. Anh chuyên đóng phim do VFC sản xuất. Một số bộ phim nổi bật mà anh tham gia: Chạm tay vào nỗi nhớ, Cả một đời ân oán, 11 tháng 5 ngày. Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng ngay từ khi học lớp 11, Thanh Sơn đã nghiêm túc chọn nghề cho mình, làm diễn viên. Bố mẹ ủng hộ anh bằng việc sớm đưa anh đến luyện đài từ cùng nghệ sĩ ưu tú Phạm Cường. Thanh Sơn, từ một học sinh luôn đội sổ lớp, đã cán đích thủ khoa đầu vào của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Diễn viên Thanh Sơn có sự nghiệp như thế nào? Sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên quyết định đầu quân vào nhà hát tuổi trẻ. Một số vở kịch gây được thiện cảm với khán giả như Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Ai là thủ phạm, Tin ở hoa hồng. Anh được đánh giá là gương mặt sáng giá trên sân khấu kịch, nhưng Thanh Sơn vẫn đủ sức hút với công chúng trong một loạt bộ phim truyền hình. Thanh Sơn bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình vào năm 2010. Nam diễn viên bén duyên với các bộ phim truyền hình như Chỉ có thể là yêu, Người phán xử, Lựa chọn cuối cùng, Nàng dâu Order. Anh thực sự được khán giả biết đến qua bộ phim Chỉ có thể là yêu, mặc dù chỉ là vai phụ. Hình tượng các nhân vật mà Thanh Sơn hóa thân đều mang vẻ lịch lãm, nhẹ nhàng và có phần hơi yếu đuối. Có kinh nghiệm đóng cặp với bạn diễn hơn tuổi. Nam diễn viên có tuổi nghề còn khá trẻ, nhưng thường xuyên đóng cặp với những nữ diễn viên hơn tuổi. Trong phim Lựa chọn cuối cùng, Thanh Sơn diễn đôi với Minh Hà, Cả một đời ân oán với Đàn Lê, Nàng dâu Order với Lan Phương. Thanh Sơn tự tin rằng không cảm thấy khó khăn khi đóng chung với những đồng nghiệp hơn tuổi. Anh thấy bản thân đã có bề dày kinh nghiệm diễn xuất. Từ năm nhất đại học, đã có cơ hội diễn chung với bạn diễn hơn tuổi. Anh cho rằng, khi đã nhập tâm vào nhân vật thì vấn đề tuổi tác không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là phản ứng và tình cảm khi hóa thân vào vai diễn. Thanh Sơn cũng chia sẻ về sự so sánh khi hợp tác với bạn diễn kém hoặc nhiều tuổi hơn. Nam nghệ sĩ cho rằng sẽ tập trung tìm hiểu sâu nhân vật và diễn tốt vai diễn đó. Hiện nay có rất nhiều lứa diễn viên trẻ tài năng và có cá tính nổi trội. Anh cho rằng chỉ cần hóa thân tốt vào các nhân vật trong tác phẩm khác. Mỗi một vai diễn trong tương lai sẽ đều là sự mới mẻ. Thanh Sơn chọn tập trung vào những vai diễn mới đang chờ mình. Sở thích của nam diễn viên là đọc tiểu thuyết và suy ngẫm về các nhân vật. Anh mong rằng sẽ tích lũy thêm được đa dạng tính cách, phục vụ cho những vai diễn sắp tới. Lựa chọn giữa diễn viên sân khấu kịch và phim truyền hình. Thanh Sơn bắt đầu diễn xuất từ năm nhất đại học. Anh cảm thấy may mắn khi được tham gia cả hai mảng trong suốt 9 năm theo đuổi nghệ thuật. Vậy nên nam diễn viên cảm thấy cả hai bên đều song hành, bổ trợ cho nhau. Theo cá nhân anh thì sân khấu kịch hiện đại đã khác xưa, khá đời thường và dung dị. Điều này khá giống với một bộ phim truyền hình. Khán giả đến xem kịch cũng có thể cảm nhận được nhiều yếu tố trong một bộ phim truyền hình. Anh tiết lộ thêm rằng khá khó cho việc xếp lịch quay đối với cả hai. Tuy nhiên vì đam mê nên tất cả sự mệt mỏi đều không đáng là gì. Cho dù những lúc mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn luôn nghĩ về các vai diễn. Năm 2021, anh tạo dấu ấn với phim Giờ vàng 11 tháng 5 ngày. Trong phim, Thanh Sơn vào vai Đăng, còn Hot Girl Boxing Khả Ngân vào vai Nhi. Những khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi này trong các tập phim gần đây khiến người xem mê mẩn. Thậm chí còn muốn hai diễn viên chính yêu nhau luôn ngoài đời vì họ quá đẹp đôi lại đang độc thân. Khả Ngân là người tình màn ảnh mới nhất đóng cặp với Thanh Sơn. Nữ diễn viên kém Thanh Sơn 6 tuổi và được nhận xét diễn xuất ăn ý với nam diễn viên. Ngay cả các diễn viên như Hồng Diễm, Hương Giang, Nguyệt Hằng cũng phải thốt lên rằng cặp này quá đẹp đôi. Không chỉ trên phim, ngoài đời Thanh Sơn cũng chịu khó tương tác với bạn diễn, thực hiện nhiều bức ảnh selfie tình tứ ở hậu trường và quan tâm hỏi han Khả Ngân khi cô một mình ra Hà Nội đóng phim nhiều tháng và gặp vấn đề về sức khỏe. Chính vì lẽ đó mà gần đây nhảy lên tin đồn hai diễn viên phim giả tình thật. Gần đây, Thanh Sơn được khán giả đặc biệt chú ý khi vào vai Đại úy Vũ, chàng phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế trong phim Đấu Trí. Đây cũng là vai diễn bước ngoặt của nam diễn viên trẻ này. Trước đây, thế mạnh của Thanh Sơn là phim tình cảm, thì trong phim này, anh vào vai người công an đỉnh đạt, trực tính, tư duy sắc sảo, đấu tranh phòng chống tội phạm đến cùng. Tâm sự về vai diễn mang tính bước ngoặt của mình, Thanh Sơn trả lòng, đó là vai thách thức nhưng tôi thích thử thách đó vì nó cho phép tôi thay đổi. Tôi hy vọng khán giả cũng nhìn thấy sự thay đổi của tôi trong vai diễn này. Đây là vai chính dài hơi nhất và nói chính xác, đây là vai diễn khó nhất từ trước đến nay của tôi. Bên cạnh việc mang đến hình ảnh chiến sĩ công an chỉnh chu điềm đạm lên màn ảnh, tôi luôn muốn vai diễn của mình sao cho lên phim được tự nhiên nhất. Vì vậy tôi luôn phải cố gắng cân bằng để thể hiện được hình ảnh chỉnh chu nhưng không bị quá khô cứng. Nhân vật phải có sự đời thường và dung dị tự nhiên, cực kỳ kính tiếng trong chuyện tình cảm. Thanh Sơn bén duyên sự nghiệp khá sớm nhưng về đời tư anh lại cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên nhiều người vẫn biết được chút ít thông tin về gia đình của anh. Trong một bài phỏng vấn cách đây ít lâu, chính Thanh Sơn thú nhận anh lấy vợ lúc 25 tuổi. Chàng diễn viên 9X chia sẻ quyết định này không hề vội vàng vì anh và vợ đã có 3 năm tìm hiểu, nhưng anh vẫn khá lo lắng. Một phần do tính cách bay nhảy thích rong chơi, một phần do gánh nặng kinh tế của người trụ cột. Để làm tốt vai trò trụ cột trong gia đình, Thanh Sơn chăm chỉ nhận phim hơn. Anh thậm chí còn nhận thêm cả vai diễn trong các clip hài phát sóng trên mạng.
Thanh Sơn muốn gia đình có một cuộc sống đủ đầy và vợ con không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, sau phim Đừng Bắt Em Phải Quên, Thanh Sơn bị đồn phim giả tình thật với diễn viên Quỳnh Khun. Ngoài ra có tin đồn anh đã ly dị vợ. Cuối cùng tháng 9 năm 2020, Thanh Sơn mới thừa nhận chuyện hôn nhân. Nam diễn viên cho biết, sau một thời gian chung sống, cả hai có nhiều bất đồng quan điểm không thể dung hòa được nên quyết định làm thủ tục ly hôn từ đầu năm 2019. Vì con gái còn bé nên vợ anh nhận phần nuôi con và anh có nghĩa vụ chu cấp hàng tháng. Thanh Sơn cho biết, chúng tôi đồng thuận ly hôn. Hiện cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt. Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng con gái trưởng thành. Hiện tại, Thanh Sơn đang tập trung cho sự nghiệp. Anh cũng rất kín tiếng trong đời tư, như xuất hiện nhiều tin đồn tình ái. Với Thanh Sơn, công việc mới là quan trọng nhất.